Gia đình Lý Hải Minh Hà rực rỡ đón xuân. Lý Hải Minh Hà và bốn con diện áo dài màu sắc rực rỡ cho bộ ảnh xum vầy, vui nhộn chuẩn bị đón xuân sang. Nhà sản xuất Minh Hà duyên dáng với áo dài họa tiết hoa đào. Lý Hải cũng chọn trang phục áo dài. Anh gửi lời chúc đến khán giả. Năm 2018 là một năm thành công của Lý Hải Minh Hà. Phim Lật Mặt phần 3 của họ đạt được 85,5 tỷ đồng. Vượt qua phim Tháng Năm Rực Rỡ để vào top 5 phim doanh thu cao nhất làng phim Việt. Gia đình sum túc của Lý Hải Minh Hà. Tiếp nối thành công, cặp đôi này thực hiện dự án Lật Mặt 4, Nhà Có Khách sẽ ra rạp trong những tháng sắp tới với thể loại ma hài, quy tụ dàn diễn viên Tú Trinh, Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Hoàng Mèo, Say Quân. Lý Hải từng nói anh chọn thể loại ma hài cho phần tiếp theo của loạt phim Lật Mặt vì theo dõi thị trường thấy hiện nay ít thể loại này. Phim kinh dị hoặc tình cảm hài thì nhiều, nhưng ma hài lại khan hiếm kịch bản nên quyết định chọn thực hiện. Lý Hải là người viết kịch bản phim, anh khẳng định kịch bản là khâu quan trọng nhất, nên dành rất nhiều thời gian cho khâu này. Ngay cả khi đã có dàn diễn viên và chuẩn bị ra trường quay, anh vẫn liên tục chỉnh sửa kịch bản sao cho hoàn hảo nhất. Diễn viên Huy Khánh, diễn viên Tú Trinh, nhiều gương mặt trẻ khác tham gia phim. Tất cả rực rỡ áo dài chúc khán giả một năm an khang tràn đầy phúc lộc, một năm viên mãn. Quán cà phê ở Quảng Nam cả gan đem Trường Giang Nhã Phương làm quà Tết cho khách. Chín người cùng quê với Nhã Phương Trường Giang đã in bao lì xì có ảnh hai vợ chồng để tặng khách khi đến uống cà phê. Mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện phong bao lì xì đỏ và trên đó có ảnh thân mật của vợ chồng Mười Khó. Theo đó, một quán cà phê của Quảng Ngãi đã chia sẻ: mọi người ơi, uống cà phê nhận ngay bao lì xì của anh Trường Giang và chị Nhã Phương nào. Tết này có ai muốn du xuân cùng hai anh chị không? Với hóa đơn trên 100.000, bạn đã nhận được quà tặng rồi nè, nhanh chân nhé. Hình ảnh mới nhất của hai vợ chồng trên một dự án quảng cáo sau đám cưới đã được in lên phong bao lì xì. Tết năm nay cả hai đã chính thức thành đôi nên đi đâu cũng có nhau và đây là năm đầu tiên cả hai cùng xuất hiện trên bao lì xì. Dù Trường Giang hiện đang bận rộn với các dự án riêng để hoàn tất vào dịp cuối năm, còn Nhã Phương thì có thể đang trong thời gian ở cử vì vừa sinh con đầu lòng, nhưng cặp đôi này vẫn âm thầm chuẩn bị các món quà ngày Tết cho các đồng nghiệp thân thiết. Cả hai đã chuẩn bị những hũ kiệu mang đậm hương vị ngày Tết để tặng đàn chị Cát Phượng, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật. Ngoài ra, cặp đôi còn viết tay tấm thiệp khiến người nhận cảm thấy vui lòng. Sau khi chính thức là vợ chồng, đời sống hôn nhân của Trường Giang Nhã Phương cũng có nhiều chi tiết khiến khán giả chú ý. Đặc biệt là thông tin Nhã Phương mang thai, cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn chưa một lần công khai với người hâm mộ. Theo một nguồn tin cho hay thì nữ diễn viên đã chính thức hạ sinh cô công chúa đầu lòng cho ông xã sau khoảng 4 tháng chính thức là vợ chồng. Được biết cô sinh tại một bệnh viện quốc tế. Tuy nhiên việc họ không thông báo mang thai nên chuyện chia sẻ khoảnh khắc con gái vừa chào đời cũng là điều khó xảy ra. Vốn dĩ, việc vợ chồng Trường Giang giấu kín thông tin cuộc sống đời tư đã là chuyện quá quen thuộc với khán giả. Có lẽ họ không muốn mình tiếp tục là đề tài bàn tán xôn xao của công chúng. Dù là máy bay bà già nhưng loạt mỹ nữ V-Biz này lại vô cùng trẻ trung khi ở cạnh người ấy. Một trong những cặp đôi chị em được nhiều ngưỡng mộ đó chính là Khởi My và Kevin Khánh. Dù Khởi My hơn Kevin 4 tuổi nhưng trông cô lúc nào cũng trẻ trung hơn chồng. Biết làm sao được, chỉ có thể là vì nữ ca sĩ sở hữu một gương mặt khá baby và vóc dáng nhỏ nhắn. Bezo kém bà xã Quỳnh Trâm 3 tuổi, nhưng nếu không nói ra chắc nhiều người vẫn lầm tưởng rằng anh chàng hơn tuổi vợ. Dù đã qua một lần sinh nở, nhan sắc của Quỳnh Trâm vẫn xinh đẹp như chính danh hiệu Hot Girl Sài Thành. Dù đã chia tay nhưng Hữu Vi và Vũ Ngọc Anh cũng là một trong những cặp đôi thu hút sự chú ý của dư luận. Mặc dù hơn Hữu Vi 2 tuổi, nhưng trông Vũ Ngọc Anh rất cưng xứng với anh chàng. Cát Tường và Võ Minh Thành là cặp đôi, lệch nhau 10 tuổi nhưng bà mối vẫn khá trẻ trung xinh đẹp bên cạnh người yêu. Ở độ tuổi 40, Cát Tường không hề cho thấy dấu hiệu lão hóa, nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ. Nhờ vẻ ngoài trẻ trung và suy nghĩ lạc quan về cuộc sống, Cát Tường đang chứng minh mối quan hệ với bạn trai là nghiêm túc. Từng bị nhận nhiều chỉ trích khi đến với nhau, thế nhưng nhìn vào hình ảnh hạnh phúc của Trung Kiên và Lê Phương ở hiện tại, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Khi bên cạnh Trung Kiên, nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ dù hơn chồng 7 tuổi. Trấn Thành Harry Won là cặp đôi nhất gái hơn hai khi cô nàng ca sĩ hơn nam danh hài 2 tuổi. Kém tuổi hơn vợ nhưng Trấn Thành hoàn toàn lép vế về nhan sắc mỗi khi hai người xuất hiện. Đặc biệt kể từ sau khi kết hôn, nam nghệ sĩ có dấu hiệu tăng cân trong khi Harry Won vẫn giữ được nét tươi trẻ.
Sau hai cuộc hôn nhân, giờ đây Dương Yến Ngọc đang viên mãn hạnh phúc bên bạn trai kém cô 12 tuổi. Thời gian qua, scandal lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm khiến Kiều Minh Tuấn Cát Vượng liên tục được báo chí réo rắt. Tuy nhiên, dù cách nhau tới 8 tuổi nhưng trong hai người vẫn rất xứng đôi. Nữ hoàng Dance Mode Khánh Thy hơn ông xã Phan Hiện tới 12 tuổi. Dù là mẹ hai con nhưng nhan sắc của Khánh Thy vẫn rất trẻ trung. Hoài Linh ngủ thiếp đi vì mệt, Trấn Thành ngã sóng xoài trong buổi tập kịch Tết. Đến hẹn lại lên vào dịp Tết Nguyên Đán 2019, Trấn Thành, Hoài Linh, Thu Trang, Nam Thư một lần nữa tham gia vào vở kịch hài với nội dung ca ngợi tình cảm gia đình. Sau một năm tích cực hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau phục vụ khán giả, Hoài Linh cùng các nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu, Trấn Thành, Thu Trang, Lê Giang, Tiết Cương, Hứa Minh Đạt, Tiến Luật, Nam Thư, Anh Đức lại rủ nhau trở lại sân khấu để phục vụ khán giả yêu kịch truyền thống. Trong dịp Tết Nguyên Đán 2019, Hoài Linh và các nghệ sĩ đã gửi tặng khán giả vở kịch dài mang tên Tân Niên Song Hỷ. Cùng với đề tài tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, tác phẩm này được phát triển bởi tác giả Minh Hoàng và đạo diễn Tiết Cương, cùng nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Dầu với tư cách cố vấn nghệ thuật. Trong hậu trường kịch Tết, Hoài Linh xuất hiện với hình ảnh mộc mạc và giản dị với áo phông dép lào và chiếc nón lưỡi trai quen thuộc. Tuy nhiên lần này anh vào vai ông Minh, một người làm nghề nhặt ve chai với đạo cụ là chiếc kẹp gấp đồ ăn khổng lồ, khiến nhiều người khá tò mò, không biết anh sẽ có những tình tiết hài hước nào với vật dụng này. Vai diễn của Hoài Linh trong vở kịch vừa có bi vừa có hài, hứa hẹn sẽ khiến người xem rơi lệ chứ không chỉ cười ra nước mắt. Vì quá mệt mỏi sau những ngày làm việc cực lực, Hoài Linh đã ngủ thiếp đi ngay tại sân khấu. Tiếp tục đồng hành với Hoài Linh trong mùa Tết năm nay là má Ngọc Dầu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu vào vai bà Thơ, một người phụ nữ ở dưới quê lên thành phố tìm con gái nhưng bị đi lạc và được Hoài Linh giúp đỡ. Trấn Thành vào vai người yêu của Nam Thư và cũng là con rể tương lai của đàn anh. Thế nhưng cặp tình nhân đã không đến được với nhau vì hai gia đình cảm thấy không môn đăng hậu đối. Nhìn tình cảnh của chị gái, con trai ông Minh cũng bày kế tìm người đóng giả, cha đi gặp gia đình bạn gái để tránh bị xấu hổ. Ông Minh vô tình biết được đã rất đau lòng và phải vào bệnh viện tâm thần. Thúy Diễm than vãn với Lương Thế Thành chuyện lịch ăn Tết nhà ngoại, nhà nội rối nùi. Diễn viên Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ về sự khó xử khi không biết phân chia thế nào về lịch ăn Tết nhà nội, nhà ngoại. Mỗi dịp xuân về, vấn đề ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại luôn là câu hỏi khó được đặt ra với mọi người, mọi nhà. Đặc biệt ở những gia đình hai bên nội ngoại cách xa nhau thì đây lại càng trở thành vấn đề nan giải. Đây không chỉ là câu chuyện muôn thuở của những gia đình bình thường mà nhiều cặp đôi nghệ sĩ Việt cũng vô cùng khó xử với vấn đề này. Mới đây, diễn viên Thúy Diễm chia sẻ dòng trạng thái nói về câu chuyện nóng hổi này. Là đôi trai tài gái sắc của showbiz Việt, Thúy Diễm, Lương Thế Thành được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Đưa ông Táo về trời rồi, năm nay có thêm người lạ ơi, nhiều cái lạ lẫm quá xá. Tết nay rối nồi với lịch trình ăn Tết nội, Tết ngoại, Tết chúng ta rồi chồng ơi, Thúy Diễm viết. Kèm theo đó, bà xã Lương Thế Thành còn chia sẻ ảnh lúc vừa sinh bé Bảo Bảo và chú thích đầy hào hứng. Ảnh này em vừa xuất viện về. Khi anh Redden B được tròn hai hôm, sao em thấy em ốm thấy thương quá, nghĩ lại sao tôi có thể làm cái bụng tôi ốm xuống hay vậy trời. Thúy Diễm chia sẻ ảnh khi vừa sinh con tại Mỹ. Vẻ ngoài khấu khỉnh đáng yêu của cậu quý tử đầu lòng nhà Thúy Diễm Lương Thế Thành khiến dân mạng rụng tim. Thúy Diễm Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi sở hữu gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Sau thời gian yêu nhau mặn nồng, cả hai quyết định về chung nhà vào năm 2016. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của đôi trai tài gái sắc càng thêm trọn vẹn khi con trai đầu lòng chào đời. Sau sinh, Thúy Diễm nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với công việc. Riêng Lương Thế Thành dù bận rộn nhưng anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian để chăm lo cho vợ và con trai. Đắc xô dịp cuối năm, nhưng vợ chồng Thúy Diễm Lương Thế Thành chỉ nhận quay đến hết 28 Tết. Sáng ngày 29, cặp vợ chồng cùng gia đình về quê nội ở Tiền Giang, sau đó trở lên thành phố Hồ Chí Minh đón giao thừa tại nhà riêng. Ngày mùng 1, bé Bảo Bảo được sang chúc Tết vợ chơi nhà ông bà ngoại. Hôm sau, Lương Thế Thành lại đưa vợ con về quê một hai hôm trước khi cả nhà đi du lịch. Tết là dịp hiếm hoi có nhiều thời gian ở nhà nên Thúy Diễm thích tập tành nấu nướng. Cô thừa nhận nấu không giỏi nhưng biết nhiều địa chỉ bán đồ ăn ngon. Trước Tết, Diễm đặt sẵn tại cửa hàng ruột bánh chưng, dưa món củ kiệu, món thịt kho hột vịt được mẹ Lương Thế Thành chuẩn bị nên nàng dâu hầu như không phải làm gì. Khánh Ngô tái xuất cực phẩm sau màn cầu hôn hụt, Hương Giang nhìn thấy liệu có hối tiếc.
Bước ra từ chương trình giải trí hot nhất hiện nay, người ấy là ai? Loạt nam thần và nữ chính sẽ có dịp tái ngộ nhau trên sân khấu vô cùng hoành tráng, đậm chất xuân, ngay trong đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi. Dàn nam thần người ấy là ai sẽ là một trong những khách mời đặc biệt của Sóng Xuân 19. Khánh Ngô, chàng trai khiến cộng đồng mạng khóc hết nước mắt vì màn tỏ tình chân thành dành cho Hương Giang cũng xuất hiện trên sân khấu Sóng Xuân 19. Từng xuất hiện và được biết đến qua những câu chuyện riêng trong Người Ấy Là Ai, lần này các chàng trai tài năng và đầy bản lĩnh có cơ hội tụ họp khi cùng trở thành khách mời trong Sóng Xuân 19, chương trình giải trí đặc biệt đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, với những cuộc gặp gỡ, những màn trò chuyện cùng các gương mặt đình đám có tầm ảnh hưởng của showbiz Việt năm qua. Là cái tên mới toanh trên sóng truyền hình, tuy nhiên chỉ sau mùa 1 với 13 tập phát sóng, Người Ấy Là Ai đã trở thành một trong những chương trình hot nhất hiện nay, với sự ủng hộ và yêu mến nồng nhiệt của khán giả, gây sốt với dàn nam thần lung linh và đầy tài năng, kết hợp với sự dẫn dắt khéo léo thông minh của MC Trấn Thành, cố vấn Hoa hậu Hương Giang cùng dàn khách mời tên tuổi, chương trình đã mang đến người xem rất nhiều cảm xúc đáng nhớ. Đặc biệt, bằng chính những câu chuyện chia sẻ chân thành của các chàng trai tham gia show Người Ấy Là Ai đã góp phần lan tỏa thông điệp và cách nhìn nhận đúng đắn, tích cực cho cộng đồng LGBT. Lần đầu hội tụ cùng nhau trong khoảnh khắc giao thừa ý nghĩa, các chàng trai được yêu mến của Người Ấy Là Ai sẽ hé lộ cùng khán giả suy nghĩ, cảm nhận cá nhân trước những thành công của chương trình cùng loạt phản hồi tích cực mà họ nhận được thời gian qua. Là một trong những cặp LGBT được yêu mến ngay từ những tập đầu lên sóng, đến với Sóng Xuân 19, hai chàng trai Nguyên Anh và Khang Lê hào hứng cho biết năm qua là một năm đầy đặc biệt vì nhờ Người Ấy Là Ai mà cả hai được mọi người biết đến nhiều hơn, được yêu mến và ủng hộ hơn. Đó là những điều mà trước đây bản thân mọi người không dám tưởng tượng. Những câu chuyện đặc biệt, những chia sẻ bất ngờ cùng màn tái ngộ MC Trấn Thành trên một sân khấu đặc biệt cũng là dịp để các chàng trai bật mí những kế hoạch dự định trong năm mới 2019. Không chỉ quy tụ dàn cực phẩm gây bão với những chia sẻ lần đầu được tiết lộ, Sóng Xuân 19 còn mang đến điểm nhấn đặc biệt khi lần đầu tiên ca khúc chủ đề của chương trình Người Ấy Là Ai đang được rất nhiều fan trông ngóng sẽ được tái hiện trong một phiên bản ấn tượng và đẹp mắt. Với sự dẫn dắt của Trấn Thành và bốn MC đặc biệt Á Hậu Thúy Ngân, Diễm My 9X, Thanh Thanh Huyền, Á Hậu Thùy Dung, Sóng Xuân 19, cuộc hội ngộ đặc biệt của những nghệ sĩ đã tạo nên những con sóng khuấy động làng giải trí Việt năm qua, sẽ mang đến khán giả những cung bậc cảm xúc thú vị trong thời khắc thiêng liêng nhất năm. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ hàng đầu Lệ Quyên, Lê Hiếu, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, những gương mặt trẻ tạo làn sóng mạnh mẽ, Bảo Anh, Kibo, Hiền Hồ, loạt danh hài quốc dân Hoài Linh, Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ và nhiều khách mời nổi tiếng showbiz Việt. Sóng Xuân 19 sẽ được phát sóng lúc 21 giờ đêm giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019.